xin chào mọi người. Hoàng Lan BB cảm thấy rất là vui khi được gặp lại mọi người trên kênh của Hoàng Lan BB. Hôm nay Hoàng Lan BB xin mời mọi người mình cùng đi review ngôi nhà của mình nha mọi người. Mời mọi người theo chân của Hoàng Lan BB đi nào. Hiện tại mình đến một cái địa điểm đặc biệt của mọi người, mời mọi người theo chân của mình nha. Mình vào bên trong mình đi ngắm cảnh cho nó đẹp như thế nào. Mọi người ơi, hiện tại thì Hoàng Lan BB đã đến nơi rồi, đây nè mọi người. Mời mọi người theo chân của Hoàng Lan BB nha mọi người. Đây là phòng dành cho hai người. Một tí xíu nữa đó mình sẽ mời mọi người qua bên cái phòng dành cho 5 người nha, phòng lớn. Mọi người thấy sao nó có đẹp không? Nó đẹp chưa mọi người? Ấm áp chưa, ấm áp chưa? Bây giờ Hoàng Lan sẽ quay về phía trước của căn phòng mình nha mọi người. Mình coi nó có nhiều cái cảnh để mình selfie lắm luôn. Đây. Như vậy selfie được chưa mọi người? Phong cảnh hữu tình. Ở đây là có một vàng hoa. Nhưng mà hôm nay Hoàng Lan đến đây thì hiện tại là trời mưa rồi đó mọi người. Không biết buổi tối này thì mình ở trên này, không biết là mình có thể nhóm lửa được hay không nữa. Thì cũng tùy theo là thời tiết. Nếu không mưa thì Hoàng Lan sẽ nhóm lửa. Mình cứ gọi nôm na là mình đốt lửa trại cho vui nha mọi người. Mọi người hãy đợi đến trời sập tối. Còn giờ thì Hoàng Lan sẽ đi review những cái cảnh xung quanh căn phòng của Hoàng Lan ngủ nha mọi người. Mình đi thôi, đi review cảnh nè. Ôi người ơi, cái này có quen thuộc không? Cái tấm nè, mình không biết làm. Thôi để đi, nói chung lại đây nó có cái tấm nè. Mình làm cái bàn mini trước cửa, phía trước của phòng của Hoàng Lan BB luôn á mọi người. Mình nó có cái tấm, nó có một cái tấm, mình để xuống đây. Tiếp theo, ý, nó có cái bình trà, không biết có trà không nha. Mình đưa cái gì bự bự mình review trước mọi người. Mọi người cùng Hoàng Lan BB khui nha mọi người. Để coi nó có cái gì trong đây, mình lại gần tí đi. Coi cái gì trong đây nè. Khui á. Khui á nha. Than. Chết cha không có gì hết trơn. Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng thôi mọi người. Mình để lại nha. Không có gì nha mọi người. Thì đây nó có một cái vỏ sờ, vỏ con ốc. Trời ơi đẹp lắm luôn á, quá trời gai ngạnh luôn. Dễ thương không mọi người? Cái vỏ ốc nè. Anh nếu ví dụ như mà bạn nào muốn review á, mình tạo cảnh á, trời để vỏ ốc đẹp lắm luôn. Còn cái này là ba cái ly. Đây là một cái chậu hoa xương rồng.
không có kéo dài thời gian, bây giờ mình sẽ review thêm. Phía trước á thì nó có chuông gió đó, mọi người có nghe bang bang không? Tang 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 cái chuông gió. Phía trước á, cửa phòng của Hoàng Lan á, có cái chuông gió luôn. Bên kia thì có 6 chuông, một cái bang bang nữa kìa. Đó, đẹp mọi người, đẹp hơn. Này, mình đưa vô cái mặt mình vô nữa. Trời ơi, nó dễ thương. Bây giờ mình vào bên trong nha mọi người. Thay mình, mở cửa rồi mọi người. Mời mọi người vào trong với Hoàng Lan TV. Bật đèn lên. Không biết bao nhiêu cái đèn bật hết luôn, nãy giờ quên bật cái đèn. Đây mọi người ơi, trước tiên mình cái này là cái mền nè mọi người. Má ơi, nguyên bộ nó vàng vàng, nó nâu nâu bên đây. Bên đây vàng vàng không cặp gói. Tới đêm nay mọi người thì qua là sẽ có hai cái gói để nằm nè. Không trời ơi, mình lên cái ngủ lăn dữ lắm rồi nè. Từ bên đây lăn qua tới bên đây, lăn ngược về bên đây luôn, nó vẫn còn rộng luôn mọi người. Nói chung là bao lăn luôn. Ở đây là hai giường nha mọi người, nhưng ở đây kèm theo đây là có một cái miếng nệm nó dư nữa. Đây là 4 gói. Giờ mình sẽ ý cái này, nãy lạ nè mọi người. Cái này là cái tròn tròn, biết cái gì nữa. Cái này cái gì ta? Nó khó mà bỏ qua đi mọi người. Lại viên cái này cái gì? À cái mụn đó. Đây, phát hiện rồi mọi người, cái này cái gì lông quá trời. Nó bóng như sợ. Mình đang dạch rồi có chí không? Chứ không có đâu. Bỏ qua đi, mình đi sâu vào trong nè. Này có cái tủ luôn mọi người ơi. Ây da, sợ má giống như là. Đây. Ôi, biết trong đây có gì không mọi người, sợ không chết vậy. Mọi người ơi, hồi hộp nha mọi người. Ây da. Thì ở đây nó có gói nè, có mền nè. Rồi cái này là cái gì không biết nha mọi người. Đây, giờ mình không lấy ra. Đây có sách, giờ mình lấy sách cho mình đọc cho mọi người xem nha. À, không biết lấy chúng cuốn gì đây. Nếu chuyện mà tối nay khỏi ngủ ha. Không biết chuyện gì đây. Thàn ơi, tôi thắt cành tính đọc. Mà sợ Hoài Lan Vi khóc, mọi người cầm nước mắt không được, không đọc. Với lại không biết chữ nữa. Giờ mình sẽ lên phía trên nha mọi người. Đi. Ý. Đố mọi người biết nãy gì không mọi người? Biết không? Chứ Hoàng Lan BB nhịn này, Hoàng Lan BB nhớ tới là xưa mà cái thời mà bà ngoại mà đi hẹn với ông nội đó. Cái chết cha lộn. Bà ngoại đi hẹn với ông ngoại, với bà ngoại mà hẹn với ông nội là vụ này mệt à. Nó rồi. Đây, tuổi thơ dữ dằn dện luôn. Đó, mình chỉ nghe kể lại thôi mọi người chứ mình không có biết luôn. Này cái đèn dầu, đó, bỏ qua đi. Thì tiếp theo là một cái xương gầm. À, selfie. Còn món này mới giữ nè. Mọi biết này gì không? Cái gương này để chiếu yêu á mọi người đó. Hết hồn. Trời em nhìn em hết hồn. Hú hồn má ơi. Mọi người em xấu dữ thằng ơn. Em quay chỗ khác này, không cho nhìn thấy mặt em nữa. Xuống. Này là cái bình hoa. Đưa tay ngắt hoa chứ gì chứ. À, để lên đây. Em xin hái hoa. Để dắt lên đây. À, nãy trong đây còn đồ nghề nữa mọi người. Chỉnh sửa lại. Review xong mình để lại vị trí. Đây là một cái đèn pin gọi là thần kỳ đó mọi người. Phía sau của Hoàng Lan BB là một cánh cửa sổ đúng không mọi người. Bây giờ mình mở đèn pin lên.
chẳng hạn như tối mình ngắm trai đó, thôi tao nói nó im, tại vì xa quá mình đâu nhìn thấy đúng không mọi người. Gọi đường Vinh qua cửa sổ nè. Ý anh nói xấu, làm ơn tránh xa em ra. Nói vậy đó em có bồ rồi à, vậy chào anh, bye bye. Bây giờ chứ ở đây lâu lâu khoan dép bể mặt luôn. Bây giờ để xem coi, giờ mình tới cái nóc nhà đi. Cái nóc nhà tao nói nó xuyên tâm liên, nhìn lên nó có mặt trăng đàng hoàng luôn mọi người. Đó mọi người thấy không, mặt trăng rõ ràng không? Mọi người ơi, Hoàng Lam BB thấy phong cảnh này nó rất là thoải mái luôn. Nói chung là nó rất là đẹp, lẫn ngày và đêm. Thì buổi nào mình thấy phong cảnh nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mọi người hãy một lần, ví dụ mình đến dùng bảy núi mình viếng chùa, nếu mình có thể thì mình ghé ngang núi Cấm nè. Có ở đây có một cái resort cũng mini, cũng đang mở rộng ra thêm. Thì đây phong cảnh nó rất là tuyệt vời nha mọi người. Hoàng Lam BB rất thích ở đây. Mọi người hãy đến đây trải nghiệm nha. Xin chào buổi sáng mọi người. Mọi người ơi, biết mọi người có thức chưa nha. Giờ mà mọi người mình dùng trà với Hoàng Lam BB nha mọi người. Này trà bắp. Để mình uống thêm vài hớp nữa rồi mình sẽ nói về cái hương vị, cái mùi vị của cái trà này. Thơm, trà bắp mà nó thơm thơm, nó đắng thôi. Nó đơn giản là vậy. Cảnh ở trên đây mọi người, nếu mọi người mà thích mà selfie á, mình lên đây selfie rất là đẹp. Một đêm mà Hoàng Lam BB trải nghiệm ở trên nhà mây, Hoàng Lam BB cảm thấy rất là tuyệt vời luôn mọi người. Không khí thì nó rất là mát mẻ, rất là an lành nè. Thứ nhất ở ngoài thành thị á thì lúc nào mình cũng có cái sự là ồn ào á mọi người. Thì mọi người hãy thử một lần ghé thăm về nơi đây nha. Hoàng Lam xin phép là kết thúc video ở đây. Chỉ lên đây là review và trải nghiệm một đêm tập tành ngủ ở đồi núi chập trùng chập chờn gì đó mọi người. Rất là thoáng mát. Ở đây là nhà của May, là hôm tây tại núi Cấm nha mọi người. Trên đường mình đi lên đó, mình thấy cái tượng Phật Quan Âm đó, tượng cao cao đó. Vừa qua tượng nó có con đường rẽ phải chạy ngay là tới liền luôn mọi người. Chúc mọi người có những đêm lên đây nghỉ ngơi không gió mát mẻ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video.